Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Đam mê Cá Vàng. Đối với các bạn chưa biết mình là ai thì Đam mê Cá Vàng là kênh chuyên tư vấn và chia sẻ các kiến thức về chăm sóc cá vàng. Hôm nay sẽ tiếp tục chủ đề lần trước mình đã chia sẻ với các bạn. Chủ đề lần trước là những cái vấn đề về nước bị màng dầu và cách xử lý. Thì hôm nay phần 2 mình muốn chia sẻ với các bạn một vấn đề, đó là mặt nước bị nổi bọt và cách xử lý như thế nào. Trước khi tiếp tục xem video này, các bạn hãy dành 3 giây thôi để subscribe và nhấn nút chuông để nhận thông báo khi Đam mê Cá Vàng có video mới nhé. Và để theo dõi các kiến thức nhỏ nhỏ trong việc chăm sóc cá vàng cũng như các chương trình khuyến mãi của shop, các sản phẩm mới, các bạn hãy theo dõi thông tin qua fanpage Đam mê Cá Vàng và Instagram để nhận được thông tin mới nhất nha. Và bây giờ thì mời các bạn cùng xem video tiếp theo. Đối với nguyên nhân tạo bọt trên bề mặt nước thì có rất là nhiều nguyên nhân, mà những cái nguyên nhân này thì mình cũng rất là dễ để phát hiện. Nguyên nhân đầu tiên chúng ta cần nghĩ đến đó là vào mùa sinh sản. Thì vào mùa sinh sản là do tinh trùng của cá trống hoặc là do cái chất nhầy trong trứng của cá mái sẽ khiến cho cái nước nó bị dơ. Và trường hợp thứ hai đó là trường hợp cá bị bệnh, là khi mà không phải là mùa sinh sản, bạn không có thấy một cái dấu hiệu nào đó của hai chú cá dí nhau, hoặc là của những chú cá dí nhau hoặc là cá mái đẻ, thì trong cái trường hợp đó bạn cần phải nghĩ ngay đến một trường hợp nữa, đó là do trong hồ của bạn có một cái chú cá nào đó bị bệnh. Thì bởi vì có cái chú cá bị bệnh đó nên là nó sẽ tiết cái chất nhầy ra khỏi cái niêm mạc của cơ thể cá, hoặc là do chính chú cá đó giải phóng chất từ trong cơ thể mình ra và khiến cho nước bị dơ, và từ đó sẽ gây nên bọt ở trên mặt nước. Và trường hợp tiếp theo thì ngược lại với cái trường hợp mà nước tạo màng dầu trên mặt nước, đó là khi mà bạn sử dụng cái chất khử clo quá nhiều, sử dụng chất trung hòa quá mức, thì lúc này nó sẽ khiến cho nước bị tạo bọt trên mặt nước. Và trường hợp tiếp theo nữa đó là trường hợp bạn cho ăn quá nhiều, hoặc là những cái thức ăn mà bạn cho cá ăn là nó bị hỏng, là bị hư, là những thức ăn đã cũ. Và khi mà bạn cho ăn quá nhiều như vậy với những cái thức ăn bị hư hỏng thì nó sẽ khiến cho chất lượng nước bị suy giảm, và từ đó sẽ khiến cho độ nhớt của nước tăng lên và gây ra tạo bọt. Vậy thì biện pháp và cách xử lý của những trường hợp là như thế nào? Đầu tiên là cách xử lý đối với trường hợp đầu tiên, đó là vào mùa sinh sản và nó sẽ tạo bọt trên mặt nước, thì lúc này chúng ta cần phải thay khoảng 80% nước trở lên và cần phải rửa toàn bộ lọc. Trường hợp số 2 đó là trường hợp có chú cá bị bệnh, thì lúc này bạn cần phải di chuyển chú cá bị bệnh đó vào một cái hồ khác để thực hiện xử lý, cách ly và chữa bệnh. Và sau đó bạn cần phải thay tổng số lượng nước, làm sạch đá nè, phụ kiện và các bộ lọc và các phương tiện lọc bằng nước máy. Và các bạn chú ý là không để cho vi khuẩn mầm bệnh nó xâm nhập vào cái nước mới của mình. Và chúng ta sẽ thực hiện khử trùng lại toàn bộ hồ bằng thuốc methylene hoặc là bằng nước nóng ở khoảng độ là 50 độ C trở lên. Và sau khi đã thực hiện những bước đó thì chúng ta sẽ thiết lập lại hoàn toàn bể nước. Trong trường hợp tác nhân là do có chất trung hòa quá mức thì lúc này bạn cũng cần phải thay khoảng 80% nước và sau đó thì bạn sẽ thêm chất trung hòa ít hơn một chút so với lượng quy định. Trường hợp cuối cùng là với trường hợp mà nếu mà chất lượng nước bị suy giảm hoặc là thức ăn quá cũ, thì lúc này thức ăn quá cũ tất nhiên chúng ta cần phải thay đổi thức ăn mới, nhưng mà lúc này để khắc phục thì chúng ta cần phải thay 80% nước và thay lại thức ăn khác. Vậy là qua phần 1 và phần 2 thì mình đã chia sẻ những nguyên nhân hình thành nên màng dầu trắng và bọt trên mặt nước và cách xử lý. Qua đó các bạn có thể thấy rằng thông qua tình trạng nước, chúng ta có thể suy đoán tình trạng và môi trường hồ cá của bạn như thế nào. Có rất là nhiều cách để loại bỏ màng trắng nước và bọt tạm thời cũng như là khắc phục những điều đó. Nhưng mình mong muốn rằng khi có những dấu hiệu bất thường như vậy thì các bạn nên dùng các giác quan cần có trong việc nuôi cá để khắc phục và giải quyết tình huống tận gốc. Như vậy thì mới có thể là không phát sinh vấn đề lần sau nữa. Và đối với vấn đề của nước nuôi cá thì mình còn có những cái vlog tiếp theo để chia sẻ sâu hơn về vấn đề này. Thì mình mong rằng các bạn hãy đừng quên là nhấn subscribe và nhấn nút chuông để nhận được thông báo mới khi mình có video mới nha. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video.